Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phụ nữ Điện Biên số tháng 9, chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên phối hợp thực hiện. Trong phần đầu, nội dung của chuyên mục kỳ này là những ghi nhận tại hội nghị giao lưu và biểu dương các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Tiếp đó là phản ánh những kết quả nổi bật mà hội phụ nữ cấp cơ sở đạt được trong thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm ghi nhận và khẳng định những đóng góp của đội ngũ cán bộ hội cơ sở trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ, đồng thời tạo sự khích lệ động viên để mỗi cán bộ hội viên phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị giao lưu biểu dương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Dự hội nghị có ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh cùng 34 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Tỉnh Điện Biên hiện có 144 tổ chức hội cấp cơ sở, bao gồm 129 cơ sở hội theo địa bàn hành chính, 15 cơ sở hội thuộc đơn vị trực thuộc, với 144 chủ tịch hội và tương đương. Chất lượng cán bộ hội cơ sở ngày một được nâng cao, với 100% chủ tịch hội đạt chuẩn chức danh theo quy định. Trong đó, 73,6% có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 116 chủ tịch hội là cấp ủy viên, 77,5% tham gia hội đồng nhân dân các cấp. Tỷ lệ chủ tịch hội cơ sở dưới 40 tuổi chiếm tỷ lệ 73,5%. Song một trong những điểm chung lớn nhất và rất đáng trân trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội phụ nữ cơ sở là luôn hết mình vì các phong trào. Do đó, nhiều phong trào được các cấp hội triển khai như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch đã huy động sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Trong khuôn khổ hội nghị, các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở đã cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo và cụ thể trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả trong phong trào xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, công tác xã hội hóa, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Theo sự chia sẻ của chị Nguyễn Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, để các phong trào mang lại hiệu quả thiết thực, điều quan trọng là phải biết lựa chọn nội dung ưu tiên, nội dung khó, nội dung mới để làm điểm. Song song với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, tổ chức các hoạt động hội. Sạch bếp, sạch ngõ. Các tiêu chí này ứng với xã Thanh Minh thì đã được nông thôn mới và hiện nay thì đang thực hiện nông thôn mới nâng cao và tiến tới là nông thôn mới kiểu mẫu. Mặc dù xã là xã thuần nông, mặc dù đời sống nhân dân còn khó khăn, hội viên phụ nữ thì còn quấn theo cơm áo gạo tiền và trên đôi vai nặng chính của họ là những công việc thường nhật. Chính vì vậy mà việc mà vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng là một vấn đề khó khăn. Để vượt qua khó khăn như thế này thì tôi nghĩ là bằng khối óc và tâm lòng tâm huyết yêu nghề đối với tổ chức hội thì sẽ truyền lửa cho hội viên, để hội viên sẽ tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Và đối với tôi thì làm cán bộ thì phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, gương mẫu đi đầu, làm để cho hội viên làm theo. Và để được như thế thì sẽ tạo được cái sức mạnh tổng hợp để phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao và xóa đói giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng đảng chính quyền, các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cấp, các ngành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên phụ nữ với đảng, nhà nước, chủ động tham gia các hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng chương trình công tác hàng năm bám sát định hướng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường mở rộng tập hợp và phát triển hội viên tham gia tổ chức hội để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên phụ nữ. Năm 2011, khi đó thì tỷ lệ thu hút hội viên vào phụ nữ vào hội thì mới đạt 47%. Đấy là một cái rất là băn khoăn, lo lắng, cũng là một cái trăn trở đối với bản thân tôi. Thì tôi cũng đã bám sát vào cái nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp đề ra về phát triển hội viên,
cùng với Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bàn bạc đưa thảo luận đưa ra những giải pháp để thu hút phụ nữ vào tổ chức hội. Thì chúng tôi tham mưu với đảng ủy và tranh thủ được sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy xã, thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều hoạt động để thu hút phụ nữ vào tổ chức hội, như là thành lập các câu lạc bộ phụ nữ tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, câu lạc bộ phụ nữ về pháp luật, câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Động lực lớn nhất cho mình đấy là mình muốn làm một cái điều gì đó cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã mình được ấm no hơn và được hạnh phúc hơn, và những cái hoạt động của mình phát động thì được người dân hội viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Và thứ hai nữa là cấp ủy chính quyền cũng tin tưởng giao nhiệm vụ cho ban chấp hành, và đồng thời là bản thân cũng được gia đình và gia đình ủng hộ trong quá trình mà triển khai nhiệm vụ. Và thứ ba nữa là bản thân thì cũng luôn tâm niệm là học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì làm việc gì cũng sẽ thành công ạ. Và tất cả những cái động lực đấy thì đã giúp mình hoàn thành trong những cái hoạt động của mình trong những năm qua. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn biểu dương những đóng góp của Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở đối với công tác hội và phong trào phụ nữ. Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đề nghị các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh, nhất là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Đó là triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến phụ nữ, phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hỗ trợ các gia đình phụ nữ nghèo phát triển sản xuất, làm nhà đại đoàn kết, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi mong muốn là thứ nhất là Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các đồng chí Chủ tịch Hội Phụ nữ các cơ sở tiếp tục chủ động chỉ đạo trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh liên quan đến các nhiệm vụ chính trị do cấp ủy, các cấp đề ra trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác hội, phong trào phụ nữ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, đề án, chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh ủy đã ban hành, ban thường vụ và ban chấp hành hội phụ nữ các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp hội phụ nữ cần tiên phong, gương mẫu, trực tiếp phát động, chỉ đạo và theo dõi, giám sát thực hiện và thực hiện các phong trào thi đua phụ nữ từ khi phát động đến khi sơ kết, tổng kết và khen thưởng. Hội nghị giao lưu biểu dương là dịp để cán bộ hội ở cơ sở học hỏi, nâng cao kiến thức, phương pháp công tác, kỹ năng tuyên truyền giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhân dịp này, 30 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ đã được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. 4 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc được đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen. Thưa quý vị và các bạn, qua nội dung hội nghị giao lưu biểu dương chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi vừa rồi có thể thấy, mặc dù là cấp cuối cùng trong hệ thống tổ chức hội, song hội phụ nữ cấp cơ sở có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ tại mỗi địa phương. Trong đó, nhân tố đóng vai trò nổi bật là các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những người đứng đầu của các tổ chức cơ sở hội đang góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các phong trào và hoạt động của hội phụ nữ ngày càng đi vào thực chất. Phóng sự sau đây sẽ là minh chứng cho điều đó. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tổ chức Hội Phụ Nữ tỉnh Điện Biên đã không ngừng lớn mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Trong đó, đội ngũ cán bộ hội cơ sở đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc. Bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm và uy tín của bản thân đối với cộng đồng, đội ngũ cán bộ hội cơ sở đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của ngành, địa phương, cơ sở, giúp các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
cấp cơ sở là cấp trực tiếp để tổ chức thực hiện đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Đảng, của hội và tổ chức thực hiện các cái phong trào, các cái cuộc vận động nhiệm vụ công tác hội để triển khai trong hội viên phụ nữ và cán bộ hội cơ sở với nhiệm vụ vừa tham mưu cho cấp ủy và vừa thực hiện nhiệm vụ của hội cấp trên và luôn chủ động bám sát các cái chức năng nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chủ động, linh hoạt và cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện với nội dung cụ thể và sát hợp. Thì trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đã không ngừng đổi mới các cái nội dung phương thức hoạt động và bám sát địa bàn, thực hiện tốt các cái phương châm như là xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ và luôn lấy hội viên phụ nữ là trung tâm để xây dựng các cái nội dung đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Với việc triển khai đồng bộ và rộng khắp, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ, từ đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khích lệ động viên và phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến tài năng trí tuệ của phụ nữ. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc chị em ngày càng có ý thức tự học hỏi, trau dồi vốn văn hóa, vốn kiến thức cho mình, tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm để vượt qua khó khăn, biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cũng như hiệu quả công việc. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Mùn cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động tới toàn thể chị em phụ nữ về các cuộc vận động và các phong trào của hội, như là cuộc vận động về xây dựng gia đình 503 sạch, các phong trào mỗi hội gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch, nuôi từ 10 con gia cầm và 1 con gia súc trở lên. Và hội cũng đã tuyên truyền và duy trì cái phong trào tổng dọn vệ sinh môi trường thôn bản xanh sạch đẹp vào ngày 11 hàng tháng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gồm có các tiêu chí: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Các tiêu chí này ứng với 8 trên 19 tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do đó, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, Hội Phụ nữ cấp cơ sở đã chủ động cụ thể hóa các nội dung thành những việc làm cụ thể nhằm phát huy tối đa trách nhiệm của hội viên, nâng cao được vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đến với huyện Mường Ảng hôm nay, dấu ấn nông thôn mới đã hiện rõ ở từng ngôi nhà và mỗi thôn bản. Từ khi cuộc vận động 503 sạch được triển khai, tình trạng xả rác bừa bãi đã được hạn chế đáng kể. Nhiều tuyến đường cũng đã được người dân đóng góp, ủng hộ kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Đáng mừng hơn, hầu hết hội viên phụ nữ đều ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của chính mình. Trong thời gian qua thì hàng năm thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch triển khai cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đến tất cả các chi hội trên toàn xã, và cũng đã xuống tuyên truyền hướng dẫn cho chị em hội viên cái cách thức thực hiện cuộc vận động. Thì qua cái thực hiện cuộc vận động thì chị em cũng đã nắm được những cái nội dung cơ bản của cuộc vận động, cũng đã biết cái cách thức triển khai để xây dựng cuộc sống gia đình và chăm sóc sức khỏe, biết giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, bếp núc sạch sẽ, và cũng đảm bảo cái cuộc sống dinh dưỡng cho các thành viên trong gia đình. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lây đã triển khai những việc làm cụ thể thiết thực và xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để thu hút hội viên phụ nữ. Trong đó, mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản của phường Na Lây là một trong những ví dụ điển hình. Với hoạt động chính là tiết kiệm thông qua hình thức mua cổ phần, từ một nhóm ban đầu, đến nay phường Na Lây đã thành lập được hàng chục nhóm cổ phần tài chính tự quản với khoảng 300 thành viên tham gia. Mỗi năm, các mô hình nhóm cổ phần tài chính tự quản huy động được từ 200 đến 250 triệu đồng, giúp hội viên có vốn phát triển sản xuất. Không những thế, thông qua hoạt động của các nhóm cổ phần tài chính tự quản, các thành viên đã hình thành được thói quen tiết kiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết và sự tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức hội.
từ cái nhóm cổ phần này thì cũng đã phát huy được cái hiệu quả của cái tiết kiệm tại chi hội phụ nữ, và cũng từ cái mô hình này thì rất là nhiều chị em được tiếp cận với cái nguồn này để phát triển kinh tế, ví dụ như là sử dụng nguồn vốn vay chăn nuôi và đầu tư vào cho sản xuất. Thì trong thời gian tới thì hội phụ nữ phường thì cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các chi hội phụ nữ là tiếp tục nhân rộng mô hình để phát huy cái hiệu quả tiết kiệm và cũng nâng cao cái đời sống của hội viên phụ nữ. Gia đình tôi thì cũng trước kia là cũng khó khăn, nhưng mà nhờ cái nguồn vốn của bên chị em phụ nữ cho vay vốn và gia đình tôi cũng xoay sở được, ví dụ như mua con giống này, con gà này, con lợn này, với lại mua gạo về làm khẩu chén chí chọp và nuôi con tằm, và đời sống của gia đình bây giờ cũng tạm ổn, có đồng ra đồng vào nuôi các cháu ăn học. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Thời gian gần đây, Hội Phụ nữ thành phố Điện Biên Phủ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên. Tại phường Mường Thanh đã thành lập được câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật với sự tham gia của trên 50 thành viên. Để giúp hội viên nâng cao nhận thức về pháp luật, ngoài duy trì các buổi sinh hoạt tập trung, các thành viên câu lạc bộ xuống từng gia đình hội viên để tuyên truyền trực tiếp. Câu lạc bộ đã tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới toàn thể hội viên phụ nữ, đặc biệt là nhân dân trong địa bàn phường về các văn bản pháp luật như văn bản phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em dưới 18 tuổi. Cùng với đó, câu lạc bộ cũng đã phối hợp với công an phường theo nghị quyết liên tịch số 01 của Bộ Công an về thực hiện các văn bản pháp luật và phối hợp với tư pháp phường trong công tác tập huấn cho các tuyên truyền viên về triển khai các văn bản pháp luật tới toàn thể cán bộ hội viên. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát địa bàn, thực hiện tốt phương châm xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ, luôn lấy hội viên phụ nữ là trung tâm để xây dựng các nội dung, mô hình thực hiện đáp ứng tâm tư nguyện vọng của hội viên. Đến thời điểm này, Hội Phụ nữ cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã xây dựng được 18 mô hình sinh kế, thành lập 17 mô hình tổ liên kết phát triển kinh tế và phát huy lợi thế phát triển, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, duy trì 207 nhóm cổ phần tài chính tự quản. Cùng với đó là thực hiện gần 2.000 công trình phần việc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. So với trước đây thì trình độ của Chủ tịch Hội cơ sở cơ bản đã được nâng lên và 100% thì đạt chuẩn cái chức danh theo quy định. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở là nền tảng của tổ chức hội với đặc thù là đội ngũ cán bộ hội cơ sở đa dạng về chuyên môn. Thì một số đồng chí chủ tịch hội cơ sở thì có kinh nghiệm và thâm niên trong công tác, cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình và có nhiều sáng kiến trong tổ chức các cái hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở thì được cấp ủy và chính quyền địa phương và các đơn vị ghi nhận. Đây là một trong những cái tiền đề để các cái cấp hội thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên phụ nữ và xây dựng được tổ chức hội, đoàn kết, tập hợp thu hút hội viên, và những cái hoạt động trên đã từng bước được khẳng định được cái vai trò vị thế của tổ chức hội và có thể nói là cán bộ hội cơ sở là lòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động công tác hội và là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền của địa phương với đồng bào dân tộc. Từ thực tiễn kết quả hoạt động, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của người phụ nữ trong giai đoạn mới. Trong đó, các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch đã khẳng định được hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Phụ nữ Điện Biên kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.